find work because I don't know my way around and I don't have a diploma. Economics is not about your work ethic. It's whether you have a connection and a diploma and paperwork. It was an incredible culture shock for me. I was not mentally prepared. Without knowing anyone, there was no warmth for me in Vietnam. No one cares about me. No one cares who I am, and I was scammed over and over. I didn't have paperwork, so could not work. When I attempted to apply for paperwork to make a living for myself, the Vietnamese government gave me a hard time, and everything came to money. Please let others know this is not my home. Tôi là một người trước đây bị giam giữ. Tôi là người Việt. Tôi đã sống ở tiểu bang Cali. Sau án tù của tôi dọn đi đến tiểu bang Ohio. Nhưng tôi chỉ sống ở đó 13 tháng. Nhưng thị thực, di trú và hải quan đã bắt và giam giữ tôi. Tôi đã bị giam giữ cho 4 tháng và sau đó tôi bị trục xuất về Việt Nam ngày 27 tháng 6 năm 2017. Bây giờ đã được 18 tháng rồi. Tôi đã sống ở nơi xa lạ này và tôi chưa được khả năng để tìm sự sống và ở nơi xa lạ này. Sau khi bị trục xuất về Việt Nam, chào tôi chưa tìm được chào các bạn. Việc làm thì tôi không chịu phong tục và không có bằng cấp. Ở Việt Nam, nếu ai muốn thành công thì người ấy phải có họ hàng, bằng cấp và giấy tờ. Ở Việt Nam, tôi không có người thân và không có ai quan tâm đến tôi vì tôi không có giấy tờ, tôi không có thể tìm việc làm. Mỗi ngày tôi bị lừa đảo và chính quyền Việt Nam không muốn cho tôi các giấy tờ để cho tôi tìm sự sống. Nếu tôi không có cho họ tìm, xin cho cộng đồng chúng ta biết đây không phải là quê hương của tôi. Hello, chào cả nhà. Bây giờ đang rảnh rỗi vào đây ngồi chơi. Xin kính chào quý khán giả của Nửa Vòng Trái Đất. Các bạn nhìn thấy cái clip vừa rồi không? Đó là một cái clip của những cái đứa trẻ. Nó ở Mỹ thì theo lý giải nghĩ là các bạn cũng xem qua rất là nhiều rồi. Vì những người bị trục xuất đó. Trước tiên chào tất cả mọi người nhá, có mặt đây và những ai xem nhìn thấy cái bản mặt của Lisa. Và chúc tất cả mọi người một ngày thật là vui vẻ và luôn luôn gặp nhiều may mắn nhá. Chào cả nhà. Lisa cũng không hiểu tại sao hình như mình cũng như người ta nói là cái con này mấy cái bọn ba que nó nói Lisa rảnh hãng. Xem cái này xem cái kia, xem phim tàu phim Tây rồi xem tin tức này kia, cuối cùng rồi cũng quay lại ba cái chuyện cờ vàng cờ đỏ này. Thế mình thấy mình cũng rảnh. Nhưng mà Lisa thấy chúng nó biểu tình ở trên ấy, Lisa còn thấy mình còn thấy chúng nó còn rảnh hơn mình nữa. Nó rảnh háng hơn mình nhiều lắm. Các bạn thấy không? Vừa rồi tất cả những cái đứa trẻ nó đi nó biểu tình. Cái mục đích của nó là mang đi ra cái phố Bô Sa đấy để biểu tình, để cho tất cả những cái người, cộng đồng người Việt Nam ở bên đấy cùng đi ra biểu tình với chúng nó để cho nó được thêm cái đông cái lực lượng để cho chính quyền ở Mỹ nó chú ý tới, để nó giúp cho khi mà nó chú ý tới thì những cái người bị trục xuất có khả năng bị trục xuất về Việt Nam nó chú ý tới, rồi truyền thông rồi này kia các thứ nó chú ý tới thì nó sẽ giúp đỡ được rất là nhiều cho những cái người mà bị Mỹ nó tống cổ về đấy. Nhưng mà các bạn xem qua cái clip của chúng nó, các bạn có thấy một cái cờ vàng nào hay là có những cái bộ mặt thân quen đấy, những cái bộ mặt thân quen chống cộng mà chúng nó ra chúng nó giúp đỡ cho những người đấy không?
Chúng nó suốt ngày chúng nó ngồi ở bên này, nó rảnh háng hơn cả mình nữa. Xong rồi nó biểu tình, nó chống Việt Nam, rồi nó biểu tình, rồi nó bảo đừng gửi tiền về cho Việt Nam, rồi nó chống cái nọ, chống cái chai. Chào em Diệu San, em chào chị Lisa Vũ và anh chị em trên diễn đàn. Chào Diệu San, chào Hoàng Hải Yến, chào tất cả các bạn. Thì các bạn thấy đó, thế mình ngồi đây mình cũng rảnh, mình xem cái này xem cái kia, rồi mình cũng phải xem tin tức của khắp nơi, rồi mình xem để làm gì? Xem để biết để chung quanh mình nó có những cái chuyện gì xảy ra. Trước mắt là bảo vệ cho chính cái gia đình của mình ở cái đất, cái nơi mình đang sống, đúng không? Sau bước ra đường, mình bảo vệ cho mình và bảo vệ cho những người xung quanh mình. Làm sao để cho những cái người ở nơi đây nó không bắt nạt mình? Thì khi mà những cái chuyện nó rất là rối ren ở bên này nó xảy ra liên quan đến cái người Việt Nam, chẳng có thấy bố con thằng chó chết cờ vàng nào nó đi ra nó biểu tình hay là nó làm một cái cử chỉ gì để nó giúp cho cái người Việt ở bên này cả. Mà cứ động có cái gì ở Việt Nam á là chúng nó vùng lên, chúng nó biểu tình, chúng nó quyên góp, rồi nó làm đủ tình đủ tội, đúng không các bạn? Thì mình ngồi ấy, mình suy nghĩ, mình bảo nó bảo mình rảnh háng, nhưng mà mình mới rảnh háng được có vài năm nay thôi, chứ còn chúng nó rảnh háng những 40 mấy năm rồi mà chúng nó chưa làm được một cái tích sự gì hết. Chào người đẹp, chào quốc sĩ. Lisa ơi, ở Việt Nam đang có vụ lấn chiếm đất công, có bàn tay xúi giục của lũ quạ đen dòng chúa cứu thế, bọn ba que lại bịa đủ chuyện kia. Cái chuyện đấy rất là đơn giản các bạn. Vườn rau, cái gì gọi là vườn rau? Chúng nó bảo là đi cái gì chính quyền cướp đất đúng không? Thì vườn rau là cái gì? Mà khi người ta tới đấy thì toàn những là nhà mọc lên thôi. Nó vườn rau với lại nhà ở, hai cái nó hoàn toàn nó khác nhau đúng không? Như thế nào gọi là vườn rau? Mà chúng nó cứ ầm ầm lên ở bên này, chúng nó nói là chính quyền đàn áp rồi cái gì ủi đổ nhà rồi đủ các thứ. Không cần phải đi sâu vào cái chuyện gì hết mà mình hãy nó vườn rau là cái gì? Hả? Mà vườn rau thì có nghĩa là chỉ có trồng rau thôi đúng không? Đây chúng nó trồng toàn là nhà, toàn là bê tông, cốt thép thôi. Thì người ta đuổi là đúng rồi còn gì nữa? Cãi cái gì? Cho nên ở đây á thì những mấy ngàn người á, sắp sửa bị đạp về Việt Nam, sắp sửa bị trục xuất, người ta gặp những cái cảnh rất là khổ sở thì không thấy cái lũ khốn nạn nó đâu cả. Đúng không? Nó lúc nào nó cũng bô bô cái mồm ra, nó bảo à, bây giờ chúng mày sống mày sống ở bên này mày sướng rồi, mày không nghĩ thương người dân. Người dân người ta có một cái nhà to tổ bố, cái cả một cái quốc gia, cái đất nước Việt Nam, người ta có cái đất nước Việt Nam to tổ bố. Còn những cái người ở bên này á, cứ ra ngoài đường động một cái bố láo một cái nó bảo mày cút mẹ mày về nước mày đi. Đấy. Người ta vẫn giàu hơn những cái người sống ở bên này là như vậy, hiểu chưa? Thế tại sao với những cái người khổ sở cũng là người Việt Nam sao chúng mày không thương đi? Cái bọn khốn nạn. Thế mình xem mấy cái này mình bực mình. Mà bên này á, nhà cửa động một cái nó đuổi cho, cái làm cái gì nó cũng phải xin phép nó. Xây cái nhà xí cũng phải xin phép nó. Đúng không? Nó chúng nó chỉ là một cái bọn đánh đĩ chính trị thôi các bạn. Chúng nó biểu tình để nó lấy tiền. Không? Mình chẳng muốn lên đây mình nói, mình chửi chúng nó đâu, nhưng mà nó động đến gia đình mình. Đúng không? Cái đơn giản là gia đình mình, chưa nói đến đất nước gì hết. Nói ngay như anh chị em dòng họ nhà mình ở Việt Nam. Chúng nó làm như vậy là ảnh hưởng đến cả một cái
dòng họ nhà mình ở Việt Nam đã, chưa cần nói đến đất nước hay là chưa cần nói đến mình là người Việt Nam nữa. Đúng không? Chúng nó nói là đừng gửi về tiền về rồi chống Trung Quốc đi. Tại sao chúng nó ở bên này chúng nó hốc toàn đồ Trung Quốc thôi mấy chục năm rồi. Chúng nó không chống Trung Quốc đi, Trung Quốc là đàn anh, là tướng của Cộng sản, tại sao chúng nó không chống đi? Ngay từ lúc chúng nó bước chân sang bên Mỹ, chúng nó đã thấy Trung Quốc rồi, đúng không? Rồi Mỹ nó bắt tay Trung Quốc mà chúng nó không chống gì hết, mà chúng nó đớp hàng Trung Quốc. Rồi đến bây giờ Việt Nam nó phát triển kinh tế này kia các thứ, Trung Quốc vào đầu tư rồi này kia các thứ, thì chúng nó bảo là Trung Quốc sắp chiếm đất rồi. Trong khi Trung Quốc nó vào năm 74 nó vào miền Nam nó chiếm cái đảo Hoàng Sa đó, thì chúng nó co giò chúng nó chạy, đúng không? Đó. Xong rồi nó sang bên bên Mỹ kia, nó giúp cho Trung Quốc chống lại hàng hóa của Việt Nam, nó đớp hàng Trung Quốc, đúng không? Dân Việt Nam mình khổ, đấy là nó đã động vào cái dòng họ của mình rồi, chưa nói đến mình là người Việt Nam nhé các bạn. Mình không dám nhận mình yêu nước yêu gì hết, nhưng mà trước tiên là mình phải bảo vệ cho chính cái gia đình của mình, đúng không? Mình sống ở đây cũng vậy thôi. Nó suốt ngày nó nói là, mà mình nghĩ mình cũng thấy những cái người sống mà phải nhờ vào cái lũ băng đảng cộng đồng mới thấy rất là họ rất là khổ. Họ đã phải chịu, họ có hai quốc gia, một quốc gia cộng đồng Việt Nam, đúng không? Nói cái gì nói lại chúng nó, nói mà không đúng ý chúng nó là chúng nó bâu vào như nhặng ấy. Xong rồi nó tẩy chay người ta. Thì nhiều người người ta cũng sợ, người ta đã bỏ cả tính mạng người ta đi sang đây rồi, người ta cũng muốn sống yên ổn thôi, muốn đi ra đi quan hệ bạn bè này kia, rồi tiếng tăm ở đây thì không biết, thì họ mới phải đi vào cái cộng đồng với họ chơi, chơi với nhau, rồi người này lại phải nể người kia. Các bạn hiểu không? Nó chống cộng kiểu A-dua, bọn khốn nạn. Mình ghét là tại sao mình phải nói, mình phải chửi chúng nó, tại vì mình ghét chúng nó. Cái gì? Chào Lisa Vũ, chào các bạn. Lisa bao giờ về Việt Nam? Mình cũng chưa biết được, tại vì về nó không phải có thời gian nữa. Chào Lisa Vũ, bạn ở bên đó biết nhà sử học Việt Nam Cộng Hòa quốc tịch Úc, sống ở Mỹ có tên là cái ông đó. cái ông đó theo mình xem rất là nhiều những cái clip của ông ấy, thì mình thấy được ông ấy là bị bệnh, ông ấy chính ông nói là ông ấy bị bệnh ung thư cái gì nhỉ, ung thư cái gì dạ dày hay là cái gì á, đại khái vậy, hay là cái gì á, lên xà quên rồi. Ông bị ung thư, ông chỉ sống được 8 năm thôi. Thì theo như Nisa nhận xét những cái clip của ông đưa lên là ông ấy giống như là ông là một người có học, học rất là giỏi và rất là ham học, và ông rất là hiểu biết. Và mình nghĩ rằng trước đây ông là một người chống cộng rất là kinh khủng. Thế nhưng mà bây giờ đấy, bắt đầu ông mới sống thực mấy cái con người của ông ấy. Tại vì trước khi chết mà Lisa nghĩ rằng ông ấy cũng rất là nắm tìm hiểu về lịch sử ấy, thì có một cái clip ông nói là chúng ta đã bị cái gì nhỉ, bị nhồi sọ, đã bị cái gì tuyên truyền ấy. Đó có nghĩa là ngay như bây giờ ông vẫn bảo chứ cái bọn ba que, cái bọn cái gì á, mày chúng mày giết tao thì chúng mày giết đi. Có nghĩa là người ta trong cái lòng người ta vẫn cứ sợ, các bạn hiểu không? Cho đến cuối cuộc đời ấy, ông ấy mới thách đố cái bọn ba que sỏ lá. Nên xả thấy ông là một người rất là có học. Đó. Không phải ông không phải là ông không có học đâu. Học nhiều quá xong bị tẩu hỏa nhập ma. Lisa có hai con, cái gì của chồng,
Lisa có hai con của chồng Việt Nam và vì ham có nên lấy chồng người Mã Lai, có thêm hai con nhưng cũng ly dị để chia tài sản. Hiện nay cô đang sống với một người Úc. Ủa? Cóp lát ở đâu lấy được cái thông tin hay thế hả? Trời ơi, hai chồng thôi á, mình có hàng gần chục chồng cơ, hai chồng ăn nhầm gì? Trời ơi, đi đâu lấy được cái thông tin đó đó hả? Trời ơi, mời cọp lát hay là cọp lạt hay là cọp gì đó lên đây nói chuyện đi nhanh, nếu mà biết về 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 tiểu sử của Lisa. Come on, come. Lisa mời bạn lên đây nói chuyện với Lisa đi nhanh. Ở cái Melbourne này, oh, declare, declare. Chào Lisa Vũ. Lisa có hai con của chồng Việt Nam và vì ham có nên lấy chồng người Mã Lai, có thêm hai con nhưng cũng ly dị để chia tài sản. Hiện nay cô đang sống với một người Úc. Ồ vậy ạ. Hay thế. Sao mà giỏi thế? Sao mà lấy được cả cả tiểu sử của mình mới kinh khủng chứ, xong còn gì nữa nói tiếp đi, vui thế. Ôi giời ơi, tôi sẽ mang tin tức của cô, xảo trá. Come on, nên nên nói chuyện đi, come on. Hả? Tôi sẽ mang tin tức của cô xảo trá. Tin tức gì xảo trá? Có bác que vào đây các bạn ơi. Vui chưa? Lại còn mang mang nói cái gì nữa ra, nói bảo con này nó đĩ lắm rồi, con này nó làm sao nó chơi hết thằng này đến thằng kia, phải nói như vậy chứ. Mẹ nói lấy có hai chồng thôi, ai còn nhỏ, ai còn ít. Lại còn my God. Cọp lát ở đâu đấy? Đang sống ở cái chỗ nào đấy? Hả? Mang tin tức xảo trá này, cho một cái thông tin rất là hay. Cứ đi vào trong cái cộng đồng người Việt Nam á, gặp cái ông gì nhỉ? Mấy cái người lãnh đạo cộng đồng đấy, hỏi con Lisa là con nào. Rồi ông ấy bỏ ra tiểu sử của Lisa, ông biết hết. Từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên, ok. Rồi ôi, không cần phải đi đâu hỏi đâu, gọi phone cho cái thằng thằng gì đấy, thằng gì ngày xưa làm chủ tịch cộng đồng á. Nhiều người ở cái Lisa sống ở cái Melbourne này mấy chục năm rồi, người Việt Nam nào mà hầu như là nhiều, rất là nhiều người biết. Muốn biết tiểu sử con này thì cứ đi ra mà hỏi, đứng ở giữa chợ Food Square á, hay là Sunshine Food Square, Sunshine rồi Sun giời ơi, đấy là người Việt Nam đó. Thích cái mặt này á, tao nói cho cái thằng cọp lát biết này, cái mặt con này nó dám đưa lên đây nó chẳng sợ đéo gì cái thằng bố con nhà chúng mày đâu, cái lũ ba que xỏ lá chúng mày. Mẹ tao chấp hết cả cái lũ chúng mày đấy, làm cái con mẹ gì tao. Mời lên đây mà không dám lên thì đâm đầu đống cứt chết con mẹ mà đi. Ok. Bố lão vô tuyết. Chào. Chào em đi ra Vũ. Chào. Chào tất cả mọi người nhé. Các bạn gọi ba que vào đây chửi nhau cho nó vui. Cô đã từng tham gia cộng đồng.
công giáo và phá hoại. Tôi đang ở Úc nè, phá cái mặt tổ nhà mày, tao phá đấy, mày làm gì tao, tao là cộng sản đấy, ok? Nó giỏi đưa cái mặt mày lên đây mày nói chuyện thì mày mới giỏi, chứ còn mày ở dưới đấy mày bao hoa bốc phét thì mày nói làm gì? Cái gì? Tôi đang ở Úc nè, tôi không phải Việt Nam Cộng Hòa, tôi chỉ là người bình thường. Cô xảo trá, bà con đừng nghe ồ vẹ. À, con trai hay con gái hay là già hay trẻ hả? Cô đã từng tham gia cộng đồng công giáo và phá hoại cái gì hả? Mày ở Úc mà sao mày ngu thế hả? Mày có biết mày 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 sỉ nhục một người ở cái đất Úc ấy, là mày có tội phạm ở pháp luật đâu? Mày có hiểu pháp luật là gì không? Mẹ cái thằng ngu rồi, thế mà cũng há mồm ra nói được. Tao thách mày đưa cái mặt mày ra đấy. Mày muốn gặp tao không? Tao phá hoại cái gì? Hả? Phá hoại như thế nào? Mày không nói được thì mày đâm đầu vào cái đống trích mày chết con bà mày đi. Mẹ nhà mày, động đến tao, tao muốn chửi chúng mày rồi. Mày không phải Việt Nam Cộng Hòa, thế tao phá hoại cái gì? Nói cho tao nghe xem nào. Ở đây, ở cái đất Úc này, tao á chỉ có tuân tuân hành cái pháp luật ở Úc này thôi, chứ tao không phải tuân hành cái pháp luật của cái cộng đồng chúng mày, hiểu chưa? Bullshit. Mẹ ngu thì cũng ngu vừa vừa thôi. Tao lên đây tao dạy vào mặt chúng mày đấy. Mẹ cho mày. Không muốn chửi chúng nó cũng phải chửi cơ, xin lỗi các bạn nhé. Sao? Phá hoại như thế nào? Nói xem nào. Tôi chỉ là người bình thường. Cô xảo trá cái gì? Xảo trá cái gì? Phải nói ra bằng chứng cụ thể xảo trá như thế nào gọi là xảo trá hả? Mày không phải Việt Nam Cộng Hòa tự nhiên đi vào đây, mày có mấy chồng rồi á, mày có mấy con rồi á, sống với cái thằng cây rồi á, chia tài sản cái tổ sư nhà mày. Mày không phải Việt Nam Cộng Hòa thì là cái gì? Bố cái thằng chó chết. Nói thế mà không, mày sống ở Úc mà mày không hiểu luật pháp ở Úc à? Hả? Tao thách mày đưa cái mặt ra đây để mày nói chuyện với tao đấy. Ngu thì cũng ngu vừa vừa thôi. Hiểu chưa? Chúng mày nói nè, Việt Nam không có luật pháp rồi ngồi trên luật này kia các thứ. Mà cha nhà mày thế ở ở đây có luật pháp không? Hả? Chúng mày được quyền, chúng mày bôi nhọ người ta như thế à? Phải chửi chúng nó để dạy chúng nó các bạn ạ. À, không dạy chúng nó không được đâu, cái bọn này nó ngu lắm cơ. Ngày xưa nó đã đến đây, nó chụp hình rồi nó đăng hình rồi nó đưa địa chỉ của mình lên. Mình đã cho nó một bài rồi, bây giờ nó lại còn dở quẻ. Thằng này Lisa biết, nghĩ là nó biết, vài người biết Lisa đó. Đúng đó, tao ngày xưa tao đi sinh hoạt, tao ở trong ca đoàn đấy. Ai mà không biết tao? Sao? Tao phá cái gì? Tao phá cái gì thì đó, mày đi ra cảnh sát đó, police. Mày báo cảnh sát đấy, con này nó phá hoại đấy. Come on. Lâu lâu á, chửi nhau bọn này á, để cho nó mở cái mắt chúng nó ra các bạn. Chúng nó tưởng những nó như thế nào chúng nó hay lắm. Vì cô là người xảo trá phá hoại. Cái gì? Gia can người khác, phá hoại gia can nhà ai? Hả? Phá hoại gia can nhà ai? Mặt xa nhà mày. Mày không nói được cái gì mày đâm đầu đống cứt mày chết đi. Tao phá hoại gia can nhà ai? Hả? Phá hoại gia can nhà ai? Bố thằng điên. Chào đi xã vụ. À, lâu lâu á có cái thằng ba que nó nhảy vào đây, bắt đầu nó lại dở cái bài, nó lại nhai cái bài cũ của chúng nó ra, nó làm không được gì mình, bắt đầu bây giờ nó xuyên tạc.
Tao tao dám đọc cả những cái lời của mày nói lên đấy. Cái gì? Cô đã phá hoại gia đình người Mã Lai. Ông ta đã bỏ vợ vì được cô bảo lãnh qua ông. Ô vậy à? Ô vậy à? Sao hay thế? Ôi giời ơi, mày đi lấy cái thông tin ở đâu vậy? Còn gì nữa không? Mày tưởng mày làm như thế là người ta chúng mày hay lắm ạ? À? Hả? Tao nói cho mày biết, tao đưa dám đưa cái mặt tao lên đây này. Tao không hèn hạ như cái lũ chó chết chúng mày đâu. Chúng mày rỉa cái bài đấy cũ lắm rồi các con ơi. Chơi bài mới đi. Chửi cho chúng nó khôn ra thêm một tí. Đúng rồi. Mẹ cái bọn này nó ngu lắm, ngu tàn canh gió bão, tao thách mà bố đứa nào đứng trước mặt tao nói những cái giọng đấy đó. Thằng chó cọp lát này ba que chuẩn luôn. Chính xác. Tự nhiên nhảy vào đây bảo mình có mấy chồng rồi á, đang ở mấy ông Tây rồi tranh tài sản. Cũng hay nhờ. Sao mà có cái tin này hay thế? Tin mới. Chúng mày không còn cái gì để nói nữa à? Sao không nói mày phải đưa cái bà nào ra xong bổ. Úi trời ơi, cái con này á, nó phá ra, lát ra cang nhà tôi rồi này kia cái thứ. Như thế nó mới hay chứ, nó phải có kịch, nó phải có bài bản đầy đủ chứ. Đúng không? Bà con đừng nghe cô yêu nước quậy. Tao đâu có bao giờ tao nói tao yêu nước đâu. Từ xưa đến nay tao chưa bao giờ tao nói tao yêu nước hết á. Đúng không? Tao không có đủ tư cách để nói cái câu yêu nước. Hiểu chưa? Bởi vì tao đi sang bên này tao sống tao không đủ tư cách để tao dám nói cái câu yêu nước. Nhưng mà tao yêu gia đình nhà tao, tao yêu cái người Việt Nam của tao. Ok? Mẹ thằng nào nó chửi người Việt Nam là tao chửi cụ tổ nó lên. Hiểu chưa? Còn cái loại chúng mày á, không làm gì được tao á, thì dở cái bài đấy ra đối với tao nó chả là cái gì á. Mày biết năm nay tao bao nhiêu tuổi, sống mẹ nó lửa đời người rồi, tao sợ đéo gì đứa nào. Ô mấy thằng chó mấy chục tuổi mà còn vài đứa, lấy được vài ông ấy, lấy thêm được cái tao cũng lấy vài thằng nữa. Bố mày cứ nghe thấy đấy thằng chó cọc lát. Bố mày cứ nghe đấy thằng chó. Trời ơi. Các bạn ấy, nên xả nói cho các bạn nhé, cái bọn này nó chống cộng mà nó ngu như một lũ điên, một lũ này nhá. Bây giờ này nói lại cái vụ mấy cái đứa mà được chúng nó tranh đấu để được sang Mỹ. Cù Huy Hà Vũ, Điếu Cày, con mụ nấm. Ok, mẹ của chúng nó mới sang đó. Các bạn có biết chúng nó ở bên này á, chúng nó làm giả hôn thê, mỗi một người làm giả là phải mất 80 à. Thế những cái người đó ở bên này đó, người ta sẽ lấy cái số tiền đó, người ta đi đặt cọc để mua nhà. Ok, rồi làm giả hôn thê, rồi làm giả đủ các kiểu 80 ngàn một người. Bây giờ thằng Cù Huy Hà Vũ là 80 ngàn, hai vợ chồng nó là 160 ngàn. Ok. Rồi thằng Hải Điếu Cày, không biết là vợ nó có sang không thì nên sao không biết, là 80 ngàn nữa là bao nhiêu. Nó rất là nhiều tiền. Chúng nó đi bằng cái con đường máy bay. Chúng nó cộng sản. Cái bọn cờ vàng nó bảo lãnh cho một bọn đi máy bay qua, trong khi trước năm 75 chúng nó tụt cả quần, chúng nó bỏ cả mạng rồi á, vượt biển rồi á, bị hiếp rồi bị bắt rồi bị rơi xuống biển rồi bị đủ các thứ. Còn bây giờ chúng nó đấu tranh cho một bọn sống trên trong chế độ cộng sản đi máy bay vi vu qua, ngồi vắt chân chéo ngủ có mấy tiếng đồng hồ, bao nhiêu tiếng á,
sang bên Mỹ được đón chào gọi là anh hùng, ok. Xong thằng thằng Cố Huy họ Vũ à, tôi sẽ về trở lại Việt Nam, tôi sẽ có kế hoạch, tôi sẽ tiêu diệt cộng sản. Xong bây giờ ngủ một củ tỏi rồi, không thấy nó phát biểu cái gì nữa. Xong đến con mẹ nấm của chúng nó mới qua đó, tôi sẽ tranh đấu cái gì, tôi sẽ luôn luôn tranh đấu để chống lại cộng sản. Xong bây giờ nó ngồi nó nói chúng ta không thể nào chống lại được, lật đổ được cộng sản tại vì chúng ta không có vũ khí. Các bạn có thấy chúng nó ngu không? Ok, chị Lisa nói hay, không hổ thẹn là người Việt Nam. Bố mày đéo quan tâm tới việc cá nhân của cô ấy. Thằng chó đời tư người ta thế nào kệ con mẹ người ta. Khẩu hiệu của bọn ba que bây giờ chúng ta là những con bò. Tôi rất còn trẻ, tôi rất còn trẻ, tôi cô hiêu về vờ nờ cờ hờ gì hết, nhưng tôi thấy quá xảo trá và đạo đức dã. Là sao hả? Xảo trá cái gì? Mày phải, bây giờ nếu mày còn trẻ có nghĩa là tao gọi mày bằng mày, mày không có giới thiệu mày là ai cả, mày tự nhiên mày vào đây mày nói tao có vài chồng rồi, tao đang sống với thằng Tây rồi này kia các thứ, ok. Cái đó là nếu mà có đấy thì tao cũng rất là hãnh diện, bởi vì tao lấy được vài thằng chồng, đúng không? Tất cả thằng chẳng có gì tao xấu hổ cả, đúng không? Nếu mà tao còn lấy được nữa thì tao lấy tiếp, hiểu chưa? Cái thời buổi bây giờ mà sao chúng mày đầu óc chúng mày vẫn còn ngu si á, cổ lỗ sĩ thế hả? Mẹ, cái thời buổi này thích thì lấy, không thích thì bỏ, đơn giản vậy thôi. Sống ở bên đấy nước văn minh mà sao mày ngu thế? Tôi không hiểu về, không hiểu thì mày tìm hiểu đi, ok. Muốn biết thì nên trên có biết hãy còn trẻ mà sang đây lâu chưa, biết tiếng Anh không? Biết tiếng Anh ấy, thì đừng xem những gì của cộng sản mà xem những gì của Mỹ đấy. Tìm hiểu đi, Việt Nam World, ok. Tìm hiểu đi rồi nói chuyện. Tự nhiên nhảy vào đây nói tao là đạo đức giả. Tao đạo đức giả cái gì? Tao làm cái gì chúng mày? Hả? Ngu thì cũng ngu vừa vừa thôi. Còn trẻ. Nhưng tôi thấy xảo trá và đạo đức giả. Xảo trá cái gì? Đạo đức giả cái gì? Tao đâu có bảo tao tốt đâu. Hả? Tao xảo trá cái gì? Mày nói cái xảo trá ra cho tao nghe xem nào. Tao từ xưa này tao chưa bao giờ tao bảo tao là người tốt hoàn toàn ấy, đúng không? Tao lên đây tao nói những cái gì á, cái bọn khốn nạn ở bên này nó làm những cái gì tao nói cho mọi người nghe. Còn tao xảo trá cái gì mày nói cho tao nghe xem nào. Cô xạo quá, cuộc sống của cô chỉ biết xạo và phá hoại ra cả người ta, chỉ thế thôi. Ủa? Tại sao mày bảo tao phá hoại gia cang nhà ai? Mày mang cái bằng chứng ra đây cho tao xem nào. Tao phá hoại gia cang nhà ai? Phá cái mả tổ nhà mày à? Đó, sao mày ngu thế? Xạo quá, xạo cái gì? Cái bọn này nó hình như nó bị cái bọn băng đảng cộng đồng nó nhồi vào cái óc chúng nó teo con mẹ nó hết rồi. Con cọp kia ông đéo éo tin mày nói, người đàn ông Mã Lai đó. Người đàn ông Mã Lai thì tao biết nhiều đàn ông Mã Lai lắm. Sao? Ôi giời ơi, khổ nhỉ.
Thằng này là thằng nào nhỉ? Mã liếc. Trời ơi. Chào chị Lisa Vũ, chào mọi người yêu. À, không chào tụi khốn nạn phản động. Úc mày to bằng cục. Cái gì? Óc mày to bằng cục kích dê hả, cọp lát. Ừ, đã cọp cọp lại còn lát nữa. Người đàn ông Mã Lai đó, Mã Lai thì sao? Tao quen đủ các loại đàn ông Tây Tàu Việt gì tao cũng quen hết hết. So what? Thì sao? Cô quả là người dâm ô cái gì và thâm hiểm, bà con đừng nghe cô này. Mày hỏi xem có ai à không nghe tao, mày cũng đang nghe đây hả? Mày nói bà con đừng nghe nhưng mà mày cũng đang nghe tao nói này, đúng không? Mày mở cái óc mày ra, mày sống ở cái xứ văn minh mà sao mày ngu thế hả? Hả? Mày mày muốn biết tao là ai không? Mày đến đây, tao cho mày xem. Bố cái thằng điên này. Nó bảo ấy để hình như là thằng này nó thù cái bọn bọn ba que sao? Cho nên là nó vào đây nó nói chuyện với mình để cho mình chửi ba que cho nó sướng, nó nghe cho nó sướng. Chị ơi chị. Chào chị ơi. Chị đẹp, chị có quyền. Chính xác. Tôi đem sự thật về cô. Chỉ thế thôi. Sự thật với tao thì liên quan gì, ảnh hưởng gì đến chiến tranh hả? Sao? Tao yêu, tao lấy mấy chục thằng cơ, không phải hai thằng đâu, ba thằng đâu. Thấy không? Cái thời buổi này mà còn còn mang những cái chuyện đấy ra để mình nghĩ là chắc thằng này già rồi chứ không còn trẻ đâu các bạn. Nếu mà trẻ nó không có những cái giọng như vậy, tại vì cái thời buổi bây giờ nó xé quần xé áo rồi nó làm đủ trò trên đường ấy, chỉ có những cái ông già đấy mới có những cái giọng điệu như thế này thôi, các bạn hiểu không? Chứ còn những cái người trẻ, cái đầu óc của người ta nó rất là tân tiến, chứ nó không đi ra nó dùng những cái cách này để nó bêu xấu người ta. Thời buổi này không còn những cái đấy, nó là chuyện nhỏ rồi con ơi, khổ lắm, già rồi ấy, thì lo mà lấy đức cho con cho cháu, hiểu chưa? Nhưng cô đã phá hoại gia can người ta chỉ vì tiền và sự tham lam của cô. Mẹ, ta có tiền thì mày nói là tao bảo lãnh cho người ta, người ta có tiền thì làm sao người ta phải 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 cần tao bảo lãnh? Sao mày ngu thế? Nói chuyện ngu như bò ấy. Còn tham ấy, đứa đéo nào chả tham, hiểu chưa? Chúng mày còn tham hơn tao nhiều. Chúng mày giả hôn thê rồi giả cái này rồi giả tách form rồi là giả cái này cái kia rồi á, giả què quặt nữa cơ, đủ các kiểu. Mày muốn tao nói cái giả ở cái đất này không? Tao nói cho mà nghe hả? Tao sống ở đây mấy chục năm rồi, tao không không còn có một cái trò gì mà tao không biết đâu về chúng mày đâu. Nói cho chúng mày biết, mày có dám ra mặt nói chuyện với tao không hả? Nếu mà anh hùng ấy với cái giọng điệu này là đàn ông đúng không? Nếu mà là một người đàn ông ấy thì hãy lên ra mặt đi, ra mặt để nói chuyện với tao. Chứ còn nếu mày mày cái kiểu như thế mày hèn hạ lắm, hiểu chưa? Thôi đuổi thằng cóp, kệ nó đi, để nó ở đây cho nó vui. Tôi là người cô dơ. À, cái gì? Tôi là người cô dơ bẩn như cô. Bye bà con nghe thì cô này đi.
Ôi giời ơi, bay à? Thôi đừng bay. Bay em nhớ anh lắm. À, đừng đừng bay. Biến mẹ mày đi cọp lắp bẩn cả diễn đàn. Cái bọn này nó cú, nó tức tức đấm ngực chết con mẹ mày đi nhá. Tao nói cái gì tao động đến mả cụ tổ nhà chúng mày à, mà chúng mày nhảy vào đây chúng mày nói linh tinh hả? Bố mấy cái thằng ba que xỏ lá. Dám tao mời mà mày lên đây là ba mặt một lời á, nói là tao phá gia cang nhà ai, phá cái dòng họ nhà mày, tổ sư cụ nhà mày. Tôi là người cô dơ bẩn như cô. Nó viết tiếng Việt cũng không biết viết. Bậy đặt, bố thằng già. Hay nhở. Ôi giời ơi. Mẹ chắc hôm nào mình phải đi ra nhà thờ xem có cái thằng nào á, nó làm gì được mình. Cái cụ bố cụ tổ nhà mày. Chắc nó đi đâm đầu vào cứt rồi chị. Hay nhỉ. Lát nữa để lên sạp xem cái thằng này là thằng nào. Biến rồi. Không còn thằng ba que nào vào đây chửi nhau cho vui. Ô, mấy thằng giả, thằng điên, thằng khùng. Đấy các bạn xem. Những cái người sống ở Mỹ đấy, sắp bị đuổi về Việt Nam ấy, có đứa nào cầm cờ vàng đến để nó ra nó giúp đỡ cho người ta không? Ít ra đó, nó thấy những cái người như thế, nó cũng phải tổ chức một cái cuộc biểu tình thật là rầm rộ để cho cái chính quyền ở đấy nó để ý, nó chú ý tới. Những cái đứa trẻ đấy nó ra đấy nó làm những cái chuyện như vậy là nó muốn cái sự hợp tác của cái bọn cộng đồng đấy. Nhưng mà chúng nó không phải làm những cái chuyện đấy. Những cái gì mà không có tiền á là không bao giờ chúng nó ra chúng nó làm. Trừ khi á kêu gọi chúng nó ra rồi cho chúng nó mỗi cái thằng bao nhiêu tiền đấy thì may ra chúng nó ra đấy nó hỏi hết. Chứ còn á làm cái gì mà miễn phí là không bao giờ chúng nó làm được. Cái lũ băng đảng cộng đồng nó sống là như vậy á các bạn. Nó chỉ có giỏi quyên góp thôi. Cái gì? Đại hội nhạc, đại nhạc hội xong quyên góp tiền, đúng không? Cái gì? Diễn đàn này quá quá băn. Cô là người phá hoại từ cộng đồng công giáo rồi đến nha gia cang người khác. Vậy hả? Tao phá hoại cộng đồng công giáo hả? Ủa? Tao mà phá hoại được cộng đồng công giáo thì được cộng đồng công giáo quá thường rồi đúng không? Là thằng này ngu thế. Tao từ trước đến nay tao vẫn lên đây tao nói là tao có sinh hoạt cộng đồng mà. Chúng mày muốn nói cái gì? Tao có đi ca đoàn mà tao có. Trước đây tao có đi lễ nhà thờ đấy. Đó. Thằng nào bảo tao là phá hoại cộng đồng công giáo? Hả? Đến đây gặp tao. Nó không có tiền thì sợ về Việt thôi. Thằng chó già khốn kiếp đứng đó cho chị ngắm coi. Mày có giỏi mày lên cọp lát kì, cọp lát. Mày có giỏi mày nên đưa mặt mày ra đây để cho mọi người chiêm ngưỡng đi. Nhanh nhanh lên, sao chúng mày hèn hạ thế nhở? Mẹ nói tôi sống ở Úc mà không biết cái luật pháp của Úc nó như thế nào à? Hả? À, nó không có tiền thì sợ về Việt Nam thôi. Về Việt Nam đâu phải đơn giản đâu các bạn ơi. Nhá. Ở bên Mỹ thì bây giờ chính phủ nó đóng cửa rồi đó. Đang loạn xin ngầu lên ở bên đấy đấy. Sống ở bên này sướng thì sướng thật, nhưng mà
phải làm học xì dầu ra no đủ các thứ chứ không phải đơn giản là cứ sang đây là được được hưởng tất cả đâu các bạn nhá. Rồi người Việt Nam mình ở bên này đi không những sang bên này cuộc sống ở bên này lại còn phải no rất là nhiều người ở đây á, phải gửi tiền về Việt Nam cho gia đình, gửi tiền về Việt Nam cho gia đình mà rất là nhiều người nói ra gửi tiền về gửi bao nhiêu cũng không đủ rồi này kia trai nọ. Nhưng mà đối với mình ấy, thì mình nghĩ như thế này này, gửi gia đình ruột thịt ai cũng thương đúng không, không ai là không thương gia đình mình hết, anh chị em này kia các thứ trong gia đình ai cũng thương hết. Nhưng mà khi các bạn gửi tiền về thì phải suy nghĩ những cái anh chị em mình á, nó lớn rồi nó phải tự nó lo cho nó đúng không, lo cho bố nó lo cho mẹ là cũng may mắn lắm rồi, còn anh chị em nào phải ví dụ như là người ta có cái đầu óc làm ăn, người ta mở một cái gì ra đó mình là người ta làm ăn thì mình giúp cho người ta để người ta mở được cái đó là cái đúng. Nhưng mà chỉ ăn chơi xong rồi cứ cứ ở bên này cứ phải gửi tiền về thì đừng đừng bao giờ lên gửi, nói thật là như thế. Tại vì rất là nên rằng ở đây nhìn thấy nhiều người rất là lo lắng cho gia đình rồi á, cứ thế cứ ở bên Việt Nam đòi cần tiền một cái nó gửi về. Nó viết sai chính tả đấy chị, chắc là cứt lát. Nó biết danh của nó là cọ lát, nói với nó mệt người. Nói cho nó vui em ơi, đối với chị nó nói thế nói nữa chẳng là cái gì, nhưng mà mình muốn chửi vào mặt nó nói ra những cái lời như thế để mình chửi vào mặt nó để cho nó mở cái óc nó ra đúng không. Sống ở một cái đất nước văn minh mà ăn nói ngu si đần độn đúng không. Cái có chuyện đi cắm trộm đấy, con người sống phải biết suy nghĩ chứ đúng không. Cái giọng này á, là già lắm rồi à, phải ít nhất cũng phải trên 60 tuổi thế sao nghĩ. Tại vì những cái người già đấy người ta thường nghĩ là ồ cái thời ngày xưa cái kiểu như là cái thời 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 cổ lỗ sĩ ấy, đúng không? Thời xưa là giờ cái Việt Nam mình là thường cứ nghĩ là ồ cứ mình cứ cứ nói xấu người này con này đĩ lắm rồi con này thế này thế nọ thế trai thế là nhiều người người ta không thích đúng không. Thằng này là rất là già rồi chứ không phải là trẻ đâu, trẻ người ta không có cái tư tưởng như vậy. Nói ra một cái là biết nó là cái loại gì rồi. Nhi già giỏi quá, khi về Việt Nam anh thưởng bằng cách anh massage cho em miễn phí, lại có thêm một một anh nữa à? Anh không đủ tài để massage cho em đâu anh. Nước văn minh nhưng chó vẫn là chó, chứ làm người sao được. Ở đây á, đi bỏ 60 đồng ra đầy người massage, đâu cần phải về Việt Nam mới được massage free đâu. Lý giờ bố chửi nên bây giờ bọn ba que cũng khôn lên rồi, chúng nó ít dám cãi lại mình. Đó, Lisa rất là mong có một cái thằng nào nó lên đây để nó nói tranh luận một cách rất là văn minh lịch sự, nhưng mà các bạn thấy không, không có một thằng nào dám, nó chỉ có bắt nạt những người ở Việt Nam thôi, không có một thằng nào dám lên đây tranh luận cho nó lý luận cho nó đàng hoàng cho lịch sự cho nó có học một tí. Đó, động há mồm ra là mình muốn chửi nó rồi, tại vì nó nói ngu. Các bạn thấy không? Nó tự nhiên lên đây xong rồi ăn nói những cái giọng như thế là già khú đế ra rồi. Bây giờ không biết làm cái gì nữa thì đi vào đây để kiếm ăn mày chữ. Đúng không?
mình cũng muốn là nó nói lên, nó nói để cho mình chửi cho nó, để cho nó văn minh lên một tí. Nó ngu quá rồi cái bọn này. Đúng không? À, cái gì? Diễn đàn này. Lý Đại Bằng tạm biệt Lisa, mình có việc coi lại sau nhé. Ok. Yeah. Thì Lê Sáu cũng rảnh rỗi, hôm nay rảnh rỗi, cơm nước xong xuôi rồi ngồi đây xem mấy cái linh tinh này rồi tin tức này kia các thứ rồi nhìn đấy bực mình, muốn lên đây chửi cái bọn này một trận. Muốn chửi tụi Ba Que thì để cho tụi nó vào diễn đàn một vài thằng để mình chửi cho tụi nó thông não. Đúng rồi, mà đâu có thằng nào vào đâu các bạn, kêu nó vào đây đi. Không thấy thằng nào vào cho nên là Lê Sào mới vớ được cái thằng thằng cọp lát này, mới chửi cho nó để cho nó khôn ra một tí. Chứ không nó sống ở bên này nó toàn nghe tin tức cộng đồng á, của cái bọn chống cộng á, xong rồi nó đưa ra những cái tin tức á, chả bao giờ nó nói những cái chuyện ở bên Úc bên Mỹ gì cả. Nó chỉ xong rồi á, cái tin tức mà sáng nào Lê Sào cũng đưa lên tin tức ở Mỹ đấy, có một cái người đó cũng cái giọng nghe cũng hay lắm, hay hay dịch những cái tin tức của Mỹ để cho người ta nghe, thì chúng nó cũng vào chúng nó chửi người ta. Lý do tại sao chúng nó chửi, tại vì người ta nói sự thật hàng ngày xảy ra những cái chuyện gì ở Mỹ để cho những cái người không hiểu tiếng Anh vào đấy xem để hiểu biết thêm. Thì cái bọn mà nó đưa tin tức ở bên đấy, nó sợ người ta tranh phần ăn của nó, rồi nó xuyên tạc không được, nó nhảy vào nó chửi người ta để cho người ta không dám nào mở diễn đàn ra để dịch nữa. Các bạn hiểu không? Bởi vậy cho nên cái bọn mà nó không biết tiếng Anh, nó sống nó nhờ vào cái lũ cộng đồng ấy, nó ngu lắm. Hơn 40 năm nay rồi vẫn ngu, vẫn dốt, chả biết cái con mẹ gì cả. Xong rồi cứ được, nó đã phải tuân hành cái pháp luật ở cái xứ sở nó đang ở rồi, xong nó lại phải tuân thủ cái luật pháp của cái bọn băng đảng cộng đồng nữa. Không có thằng nào dám dám nói ngược lại mấy cái bọn cộng đồng ấy cả. Bọn Ba Que gọi là ngu bền vững, Vũ cứ chửi cho nó mở mắt ra. Chính xác, cho nó liều thuốc chuột chết cả gian đi. Chửi nấm bề nước bị cái gì, chửi nấm bề nước bị đuổi lại kêu tại số là sao, là trinh sát đã nói ai. Các bạn nên nhớ rằng ở bên này mình muốn về Việt Nam là phải đi ra xin một cái thị thực. Khi đi xin thị thực đấy, thì mình đã phải đưa cả cái hộ chiếu của mình lên trên đấy, mang thẳng cái hộ chiếu của mình lên trên tổng lãnh sự quán gửi lên trên đấy. Thì người ta điều tra hết cái lý lịch dòng họ mấy chục đời nhà mình là ai rồi. Cho nên là Lý Sào nói để cho những cái người sống ở hải ngoại này biết rằng đừng dây vào mấy cái lũ chống cộng đấy làm cái gì. Rồi lúc về Việt Nam ấy, xong rồi người ta tóm cổ lại rồi lúc đấy lại phẹt mặt ra bảo tại sao lại bắt tôi, hiểu chưa? Đừng có dây vào một cái lũ đấy. Cái thời buổi này bây giờ mẹ chúng nó tuyên truyền, chúng nó ra nó chụp ảnh chụp hình đứng cầm cờ này kia các thứ, cái mặt phẹt phẹt ra như thế, đúng không? Có lần mình cũng đi bị đi ủng hộ một người làm ca sĩ thôi, tại vì ở trong cái tiệc đó mình thấy cái hồi đó mình chưa biết gì về cái bọn Việt Tân cả. Xong về sau này mình mới biết, thì mình ngày hôm đó mình mới nhớ lại cái ngày hôm đó mình có đi dự một cái tiệc mà có cái bọn Việt Tân có mặc áo dài xanh rồi này kia các thứ. Đấy các bạn hiểu không? Tuy rằng mình sống ở đây mình không có biết gì về chống cộng hết, nhưng mà đôi khi mình chơi với người này chơi với người kia rồi chẳng may vô tình mình đi vào cái đám đấy mà cái bọn mà nó tổ chức cái đại nhạc hội đấy nó là của Việt Tân đó, thế là vô tình
mình cũng đi vào đấy, mình dự cái tiệc đó. Hóa ra nếu như mà mình không hiểu về chúng nó là những cái đứa nào ấy, mà mình đi sâu vào nữa, cuối cùng mình hóa ra là cái bọn, sống với cái bọn Việt Tân, các bạn hiểu không? Cho nên là cảnh cáo những cái người sống ở ở hải ngoại này nên chú ý, để ý, cảnh giác. Đùi gà thơm phức là sao? Chào chị, chào Nguyễn Tuân, chào tất cả các bạn. Đó, muốn không thấy ba que vào đây nhở? Ba que vào đây có đề tài chửi cho nó hay. Mình đang ngứa mồm. Cái thằng kia nó chạy mất rồi. Mẹ bố sư ngu, ngu tàn canh gió bão, ngu không để cho ai ngu cùng nữa. Sau Nguyễn là ai? Biết danh của nó là ngày xưa Mao Trạch Đông hỏi Hồ Chí Minh bao giờ làm cách mạng văn hóa. Vậy mà ê, à, được cái gì không hiểu, không hiểu gì nói gì nhỉ. Bọn ba que đầu nó chỉ để trồng rau thôi. Que xiên đùi gà đấy. Ôi giời ơi, suốt ngày cầm cái ba que, cái cờ làm đủ các thứ, chỗ mẹ nào cũng có, nhất là cái thằng ngu kỹ. Rồi nó nói nghe lộn ruột đó, rồi chống, nó chống, chống. Bây giờ nó lại chửi con mẹ của nó, mẹ lấm của nó là cái gì, tại sao lại, cái gì, nó, con nấm nó nói cái gì? À, chúng ta không có súng, có đạn, không có vũ khí để lật cộng sản ấy. Cái câu đấy ấy, mới đầu Lisa nghe thấy, mình nghe thấy mình bỏ chết rồi, con này lại dính trường rồi, đúng y như rằng bị ngay bọn ấy, toàn bọn cố rách cả hôm mới chống cộng, chính xác. Mấy này thật cũng tội nghiệp cho người ta, những cái người mà không phải là lãnh đạo cộng đồng ấy, những cái người mà Azure đó cũng tội cho người ta lắm. Tại vì họ cũng rảnh rỗi mà, già cả rồi, rảnh rỗi rồi, không có việc gì làm thì đi vào cái cộng đồng đấy để sinh hoạt. Các bạn biết không? Phải có người vào đó sinh hoạt thì ở cái chính phủ nó mới cho ăn cái tiền phân á. Tiền phân. Phân tiếng Anh nó gọi là phân. À, cái tiền mà nó trợ cấp cho mỗi một năm bao nhiêu tiền đấy. Hình như Úc này nó giảm bớt hay là nó chỉ cho một tí thôi, nó không còn nhiều như ngày xưa nữa. Nó, ngày xưa thì nó cho nhiều lắm, thì cứ đi vào đấy rồi sinh hoạt, phải có người vào đấy sinh hoạt thì nó mới cho, chứ không có thì làm sao nó cho. Thế rảnh rỗi rồi cứ chui vào đấy rồi làm cái trò này trò kia lên. Rồi các bạn hiểu không? Khi mà cái bọn mà nói tiếng Việt tin tức thì nó nói cho ai nghe? Nó nói cho những cái người ở trong cộng đồng nó nghe. Vậy mà nó không có tin tức thì nó phải làm cách nào để nó gửi tiền về, nó làm cho cái bọn ở Việt Nam, mấy cái thằng cần tiền á, nó làm ra vài cái ba cái tin tức rồi nó ngồi ở bên này nó lại nói, nó lại đưa tin, nó đưa tin thì nó mới có tiền. Tại vì nó sống bằng cái nghề đó, các bạn hiểu chưa? Nó sống bằng cái nghề đó thì nó phải dùng cách đó để nó đưa tin thì mới có người vào nghe. Rồi những cái ông bà già suốt ngày ngóng cổ về Việt Nam mà có cái tin tức gì, úi dồi ôi, sao nó thế này, sao nó thế nọ, sao nó thế chai. Trong khi ở bên này á, chống cộng kiểu gì 40 mấy năm rồi, chỉ có được ba ông răng rung rụng mẹ là hết rồi. Xong suốt ngày mặc cái bộ quần áo chiến binh, xong rồi cầm súng nhựa đòi lật đổ cộng sản. Con mẹ mụ lấm nó nói đúng rồi gì nữa, còn cãi gì nữa.
Facebook thịnh hành ở Úc Châu thôi. Là sao? Là sao? Facebook thịnh hành ở Úc Châu. Không hiểu. Gần đây bọn biến thái bao que đang xuyên tạc vụ dân loan vườn rau. Đã gọi là vườn rau thì làm gì có ủi đổ nhà cửa. Nói chỉ cần nói cái câu là vườn rau là gì, tại sao có nhà trên đó, đơn giản vậy thôi đấy. Còn nữa, ai mà có ở bên chị bây giờ mấy giờ rồi chị? Ở bên này à? 10 giờ, 10 giờ hơn. Tin toàn ở Facebook. Vậy à? Tin toàn ở Facebook Úc. Facebook ở Úc này thì nên chả thấy nó chẳng chống cộng cái gì đâu. Thấy chúng nó đâu, dạo này đâu có thấy biểu tình, biểu tiết gì nữa đâu. Mà làm gì có ai mà có dỗi hơi mà đi nắm thế. Mà ở bên này người ta cắt cắt cái phân rồi thì chúng nó ít ít sinh hoạt rồi. Có vài nơi sinh hoạt được cái gì các bạn hiểu không? Bây giờ có một cái đám đông, bây giờ là ví dụ nhá, Lisa tụ tập được một nhóm thì mình sẽ làm cái trò này, làm cái trò kia ra. Chẳng hạn như là hôm nay mình mở một cái đại nhạc hội. Bây giờ nó mở một cái đại một cái nhà, nó thuê một cái nhà giống như cái nhà hàng mà người ta để cho cái hội trường, xong nó thuê người về nấu nướng chẳng hạn như thế, xong nó làm cái trò này, làm cái trò kia ra, xong mỗi người vào đóng mấy chục đồng chẳng hạn vậy đấy. Nó phải tính ra để cho nó có lời đó. Đó là cái cách làm ăn của chúng nó ở bên này, các bạn hiểu không? Còn cái bọn mà lãnh đạo cộng đồng từ xưa đến nay chúng nó ăn, bây giờ đến bây giờ chúng nó ăn no rồi, không? Tại chính phủ nó cho nó tiền, cho nó tiền thì nó mới mới có được một cái cộng đồng, mới có tiền để nó sinh hoạt. Thì bây giờ cái những cái người ở bên này người ta buồn chán, người ta đi chơi thì bây giờ người ta đóng cho chúng nó cũng ăn no rồi. Nó chống cộng nhưng toàn bên Mẽo ẳng về Việt Nam, đâu dám thò mặt về đâu. Đúng rồi, bên Úc đám bao que trẻ hơn và khôn hơn bên Mỹ, dùng Facebook chống phá nhiều hơn. Đúng rồi. Tại vì những cái đứa nó lên đây, nếu mà nó lên truyền thông nó nói, nó chỉ là kiếm tiền thôi, hoặc là nó nói bậy nói bạ thôi. Chứ còn chúng nó làm cái gì ở bên này, nếu mà nó trừ khi nó không bao giờ nó muốn bước về Việt Nam. Cái bọn bên, nói thật với các bạn, ở bên Úc này cuộc sống nó vẫn hơn bên Mỹ. Không? Cuộc sống nó vẫn, dù gì đi chăng nữa, nó vẫn bình yên hơn bên Mỹ. Bên Mỹ hầu như ngày nào cũng xảy ra bắn nhau, bắn người, vào cả trường học tàn sát học sinh đó. Vì cái cuộc sống ở bên bên Mỹ nó loạn sinh ngầu ra, cho nên nắm thằng nó thất nghiệp rồi, nó không, nó chán đời rồi, nó này kia các thứ, nó khổ quá, cho nên nó cũng lâm vào những cái cảnh bị giống như là tuyên truyền vào đầu rồi làm những cái chuyện liều lĩnh. Chứ còn là cái cuộc sống của người ta ở bên này, người ta không đến nỗi, người Úc người ta không ngu như cái bọn ở bên Mỹ. Không, cho dù ở chống cộng chỉ có dăm ba bảy ông bà già quanh quẩn chơi với nhau rồi hò hét thôi, nhưng mà bây giờ người ta cũng hiểu ra rồi, tại vì người ta cũng phải muốn về Việt Nam chứ, thăm con thăm cháu chứ, đâu có ai dỗi hơi đi ra đấy mà ngu như vậy làm những cái chuyện thế, đúng không? Người Việt Việt Nam á, người ta đã đánh Pháp, đánh Mỹ rồi, đánh đủ các thứ rồi, người ta khôn như gì á. Phải có người nằm vùng ở đây là cái chắc, cho nên là không có đứa nào chạy được. Tại sao mà những cái người về Việt Nam một cái bị người ta theo dõi? Tại vì ở bên này làm những cái chuyện gì người ta biết rồi, đúng không? Anh về là trước khi anh về, anh phải nộp á, người ta đã biết tông ti họ hàng gốc gác nhà anh là ai rồi. Tại vì khi mình xin cái thị thực ấy là mình phải đưa cái hộ chiếu cho lãnh sự quán nó điều tra cái con này là con nào rồi, đúng không? Cho nên là khi mình bước về Việt Nam nó theo dõi rồi, cho nên không chạy được đi đâu hết.
Đó là lý do tại sao mà phải phải xin thị thực là như vậy. Con nấm là mẹ của bọn gió tanh mưa máu, buôn hàng giả bán hận thù ở phố Bôn Sa Cali đấy, đúng rồi. Ok, vậy đi nhá các bạn. Bye bye, có người về.